Dạ cô chú anh chị, rất vui được gặp lại cô chú trong video tiếp theo của Thạnh nha. Bữa nay là ngày 21/2024 âm lịch cô chú. Hiện Thạnh đang có mặt tại ấp Chính Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Bữa nay thì ngày giỗ bố ông Trần Vĩnh Thạnh cô chú. Bà con hiện bây giờ thì cũng đang đổ về An Giang cũng diễn đây cũng rất là đông các chú. Đến tiếng mà tham quan du phát triển cảm tưởng một buổi lễ xin được trân trọng kính mời. Ngày giỗ của ông thì được diễn ra 3 ngày nha. Ngày 20 với ngày 21 ngày 22 của chú. Tới luôn đây bà con cũng đang làm lễ của chú. Thành nghe nói bữa nay cũng có mua linh gì đó mà không biết là lúc nào nếu mà có duyên được gặp những hình ảnh của Lan thằng trẻ ghi hình cho cả nhà mình xem trong hồng là gặp trăm năm thẳng thắn tình con cố chức lên trời đất biết co lòng quốc thắng trước đời như những ký thần trên đời có dấu dân trong nước trong những nơi cần đất ký nhân những đứa phản thành qua cánh cửa rồi đi một mặt bằng chân. Mỗi năm cứ đến ngày 22/21/22 video thành cũng chúc cho cả nhà mình một ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Người đã có công những nước về những nước là một người dân tại trên đây cô lấy làm tự hào khi được đứng đây để nói lên tâm nguyện của mình. Nhưng mà tôi nguyện một trăm năm cũng nhất năm là rất cũng không coi trời như vậy. Như chúng ta đã biết bây giờ thì mới 8 giờ thôi nhưng mà bà con đổ về đây cũng rất là đông nha. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tụ họp thành ra sẽ đi dài dài dẫn cả nhà mình đi dạo một vòng. Ở đây là rất là rộng có chút. Xa xa bên kia là nghẹt ngừ luôn nha. Bây giờ mới ra có 8 giờ đi nhưng mà lượng người là đủ đi rất là đông nha. Chen chân không lọt luôn chú. Mình về An Giang thì ở đây có rất là nhiều các chỗ ăn như nước uống từ thiện của chú. Xung quanh là bà con rất là đông đi cúng nè. Đông khủng khiếp luôn cô chú. Đây cũng có hùng hé từ thiện cô chú. Okay, quay đây có hé miễn phí cô chú. An Giang thì mình đi cúng thường gặp những cái hình ảnh như vậy nhé.
Cái này à, gia đình mình à, làm cái này được mấy bữa rồi. Dạ cho bữa nay à, bữa nay mời mình ngưng nha. Dạ thì giờ mai sẽ xếp được cho nữa. À, mời sắp xếp nhau được nữa thì à, tải à, miễn phí cho bà con nữa. Chúc gia đình à, à, nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ngoài các tuyến đường thì bây giờ là đông nghẹt hết dân nghe cô chú. Bà con về đây cúng ở đây thì có những lời mời đãi những món ăn hoặc là những cái nước rất là thân thiện của chú. Các tuyến đường là bây giờ là đang nghẹt khách cho dân nha. Trang Trưng Hồng Lộc có chút. Buổi sáng Thành tranh thủ đi sớm ghi một số hình ảnh cho cô chú mình. Cái này tầm nếu mà một cái ủng hộ nữa là chỗ này không không còn chỗ trống nha. Theo như Thành biết thông tin thì đêm này á là 12 giờ cô chú, giao nhau giữa 12 giờ với 1 giờ á là sẽ rước kiếm của chú. Bà con ở đây thì cũng đang chờ những bánh cắt giờ đó để được rước kiếm nha. Mình vô đây mình không cần đi của chú, mình chỉ có đứng một chỗ thôi, là ở sau người ta đẩy mình tự đi luôn à. Hai bên này thì được những cái quầy nước làm từ thiện của chú. Mình tại An Giang mình cũng ở đây thì hoàn toàn là đồ ăn với nước uống là miễn phí không nha. Trên đường tuyến đường bây giờ là nghẹt hết trơn nha, mình không có thể là chen chân lọt, đôi lúc thì có hơi xô đẩy một chút thì cầm máy hơi lắc thì cô chú anh chị mình thông cảm cho Thành nha. Rồi bây giờ Thành sẽ quằn lui đi vô những tuyến đường khác của chú. Này YouTube vậy? Dạ con Hai Thành Vlog. Hai Thành Vlog. Dạ dạ. Chúc cho chú sức khỏe nha. Dạ. Thành sẽ quay luôn sau nha. Bây giờ thì đang sớm của chú. Bây giờ là đang còn sớm nha. À, nếu mà khoảng cỡ một tiếng mấy nữa thì tuyến đường này mình không thể nào chen chân được nha cô chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đông kinh khủng luôn cô chú. Đây là mới ngoài đường thôi nha, còn mà mình vô bên trong cho cúng nữa thì sẽ nghẹt nữa. Những cái chỗ đông như thế này thì cô chú anh chị mình đi cúng thì cũng nhớ lưu ý nha, những cái chỗ đông thì nó hơi phức tạp về tiền bạc rồi dây vòng vàng bạc cô chú. Ở đây thì thường xảy ra những cái vụ mà giật vòng giật tiền nha. Cảm ơn. Thành đang đi quay mấy anh cũng mời Thành một bịch cơm của chú ở An Giang, bà con cũng rất là thân thiện nha. Mình đi lại ở đây cũng thì mình không có lo đồ ăn của chú. Dạ, bấm cái gì nó gì vô. Mình cho bên YouTube á, bên cái nút đó đỏ á là mình cho mình coi được. Dạ. Vô khúc này là càng ngày càng đông rồi cô chú. Đây thì mấy anh mấy chị ở đây cũng đang đi cúng nè. Ở đây có bà con đã chuẩn bị đi cúng rồi cô chú. Ở trong kia thì rất là đông kìa, bà con về cúng ông Trần Văn Thành nha. Ở đây mấy cô ở đây cũng đang cúng cô chú, đang làm lễ nha. Ở đây thì có những cái đoạn cô chú, đoạn Tú Long kính mừng lễ Đức Tú Quảng lần thứ 151 cô chú. Ở đây thì cái lễ dỗ của ông Trần Văn Thành thì ai cũng biết tới cô chú, một cái lễ dỗ rất là lớn nha. Bà con trên mọi miền đất nước thì đều tụ tập về đây để cúng giếng nha. Đầu nãy đâu lại cúng Cửu Long, Cửu Long bữa nay thì cái ngày YouTuber tụ họp ở đây quay cũng rất là đông cô chú. Đây thì
Mấy cô ở đây cũng ăn cúng ở đây. Và trăm họ thành dân được cơm no lắm, đầu của long sinh thành long cũng để vào hồi hướng công của báo lần này cho tất cả chiến tranh ông siêu dương với mắt giới chiến tranh về tại hương đạo xin đạo an tam bảo mười phương tiền hồ chí minh. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô đại phương phật. Nam mô đại phương pháp. Nam mô đại phương tăng. Nam mô bổn ông thầy trong quan ngự thần quan ngự đảng đệ thần chi diện sân thần. Vậy năm nay phải nuốt cảm ơn chứng minh. Nay con cải hối ăn năn lần lần lắm giữ quy y như quý ngài tu hiền theo mật đạo 636 đứng lên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Tam Hoàng Địa Hoa Hải Hội Cực Phật Từ Bi Phật Chương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Phủ Hiền Thất Tổ Tịnh Độ Chúng Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Đại Đường Thánh Lâm Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Tuyệt Giả Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bát Bát Dân Dân Từ Tâm Bát Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả 636 Lại Bốn Rạy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô bác mình xin thành tâm đảnh lễ đồng ân tam bảo mười phương chư Phật, Phật tổ Phật thầy trong quan cụ thần quan thượng đẳng đệ thần với vị sơn thần với vị năm năm bảy núi nơi dinh sơn trung cảm ứng chứng minh cho đoàn phủ long xin thành tâm đại lễ các hàng trong quan cụ thần hoàng thiên hậu hổ đất đai sở tại cộng đồng tam giáo mà khỏi Phật thánh tiên cho đoàn các con thành tâm đảnh lễ. Ở đây thì từ bây giờ tới chiều là lượng khách càng ngày càng đông của chú. Bà con thì các phương xa đổ về đây diễn viên rất là đông nha. Bây giờ thì ở đây cũng đã cúng xong của chú. Ở đây thì cũng chen lấn cũng rất là đông nha. Một cái lễ cũng rất là đặc biệt, rất là lớn của chú. Thank you.
này được tổ chức là 3 ngày nha. Ngày 20 với ngày 21 là ngày 22 có chút. Ngày này ngày 21 là ngày này ngày đông nhất. Bên kia thì cũng đang có những tiếng tiếng trống làm lễ bên cô chú. Bây giờ bà con đang cúng đây cái đoạn cái cú lông của chú. Và nhiều năm càng suốt mấy trăm năm dân quy tụ về đây
cũng các anh chiến sĩ hy sinh tình hình của nước cho con quy hội con đồng đầu tiên để có tốn rất là quan trọng con đức tạ ơn công đức lắm bây giờ mình đi qua bên bên bản Việt Nam đi qua bên châu cái gì à công đức của anh. Bây giờ sẽ chuyển qua điểm khác ứng nha. Ở đây là đoàn Cửu Long của chú. Bây giờ đoàn Cửu Long nè. Ôi xem đẹp kìa. Đoàn Cửu Long thì đây cũng là ngày lễ dỗ của ông Trần Nhân Thành cũng rất đông đấy. Bây giờ là sẽ tiến lên đền đền thờ của chú. Bây giờ đoàn sẽ tiến lên đền thờ để làm lễ của chú. Có một cô đó bị chợt của chú bị chỗ gạch đó cũng hơi trơn nha. Hôm qua Thành cũng đã lên chỗ đó rồi gạch nó láng á, gạch kiểu làm tạo độ dốc của chú nhưng mà không có độ nhám á trơn. Vì vừa có một cô trên nhóm đoàn của mình chợt ghé chợt té vì cái đoàn là cũng chưa hôm nay mọi người đi nhiều quá trơn lắm cho nên cô đi sơ ý bởi vì đầu hai tay thì phải dịnh cái mâm để đội trên đầu, mâm đó là lễ vật đến để cúng cho dinh của Đức Cố. Mang một cái tấm lòng thành gửi gắm đến Đức Cố, vì vậy mà cô quên đi cái việc đi đứng của mình bắt thẳng nhưng mà không sao đứng lên với quý vị mình thấy nè ha. Ở đây thì mấy cô mấy chị cũng đang đi lên con đường để lên trên đền trên cúng của chú. Dịnh như là con tên lắm, gặp nó tên lắm. Dịnh tay này qua lá sen kia mà đi. Đúng rồi, nó lâu. Bây giờ thì khu vực này thì
người đã kín hết trơn cô chú, không còn một chỗ trống nữa nha. Bây giờ bà con cũng là đã tiến về lên làm lễ cô chú. Ở đây là đoàn Cửu Long nha. Bắt đầu từ ngày nay đổ lên là các cái đền này là lúc nào cũng cô bác cũng rất là đông nha cô chú. Ở đây thì bà con ở xa thì có chỗ ngủ qua đêm luôn nha. Ở đây thì sáng sớm là thành đã thấy là số lượng khách đã đông rồi cô chú. Bắt đầu này là
có tên trên áo đoàn Cửu Long. Đây là phái đoàn này, phái đoàn Cửu Long nè cô chú. Đây là đền thờ nha. Một nơi rất là linh thiêng cô chú. Chút xíu thành cũng sẽ nên máy thành cũng túng nữa cô chú. Bây giờ nói cái đầu mình á, đứt chi trong video này thằng nào cũng xin chúc cho bà con cô bác là lại dinh cúng nha, cũng một năm gặp nhiều thắng lợi, cũng như các anh chị trên kênh của Hai Thành, chúc cho cô chú anh chị một năm mới gặp nhiều thắng lợi nha. Giờ đây quay một vòng cho cô chú chị mình xem. Bây giờ là con đã sắp thành một cái vòng tròn ở đây để làm lễ nha. Nó gần á. Thank you.
Bây giờ thì Thành đang di chuyển lên trên cái cầu chở đi ga của chú. Cầu này cầu Gia Nghị nha. Trên một chiếc cầu như thế này đây. Là người đông thôi. Cũng kiếp của chú. Kẹt cứng luôn nha. Bà con bữa nay nó đang đi là đi là đang xây. Ủa giờ đây cũng thì càng ngày càng đông của chú. Bên mé bên kia thì cũng đang làm lễ ra đánh trống bên kia. Đông khủng khiếp luôn chú. Đoàn Cửu Long tất cả các lễ hội là xanh nở và bắt đầu bắt đầu đỏ đỏ để tượng trưng cho đất nước Việt Nam của chúng ta có hồng đó đỏ da vàng của người ta này thì như đã chiến thắng thì nước Việt Nam chúng ta là không thuộc về áo dài sắc để lưu truyền lịch sử cho cháu con ngàn đời thì Đoàn Cửu Long phải thể hiện như vậy đó để là cầu cao lễ nghĩa đèn nhang và các mâm. Hôm nay đại lễ 18 mâm để tưởng nhớ cái đời của đức vua cha Hùng Vương tổ tiên lưu truyền lịch sử. Nay Đoàn Cửu Long về dân lễ để thi cử trong 13 này cầu cho Nam giáo cộng đồng nguyên thống nhất một bước hậu thiện cho trăm họ thành dân được cơm no áo ấm nhà nhà được độc lập tự do ấm hạnh phúc. Nay cũng nhờ Bác Hồ và các vị anh hùng đã hy sinh trên mọi miền đất nước và để lưu truyền lịch sử tận ông cố để lưu truyền giữ nước sang hà cho tới ngày hôm nay chúng ta được quy căn hữu cũ trở về chăm họ thần dân nơi đây là Đoàn Cửu Long rất mừng. Hồi xưa đi thì quá ít, Đoàn Cửu Long rất đi chăm họ rất ít mà hôm nay được coi cháu con hiểu biết mình uống nước có nguồn, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người, trồng cây có tội người từ đất yên mà lưu truyền hôm nay thì Đoàn Cửu Long rất mừng. Chứ hồi xưa đi leo núi leo non leo đèo được nổi lắm thôi. Hồi xưa tôi nói nè, con muốn quay phim muốn ta đi luôn cho Đoàn Cửu Long quay phim mấy chục năm bây giờ một gió lăn mấy cây vàng bây giờ nó cũ quá rồi tới ngày thiên định ra cho mấy cô quay luôn cảm ơn. Dạ con mình năm nay là đi bao nhiêu người hả cô? Được 70 người. 70 người ha. 80 người mà 10 người chỉ còn 70 người. Còn mình ở đâu cô? Dạ ở Vĩnh Long. Dạ. Là đại chơi đó là gọi là Đoàn Cửu Long. Dạ. Đại diện cho cổ quyền dòng giống của con ông cơ tiên trần con này ăn ra ông mì không à rồi con cháu một chục đứa rồi cho mượn mẹ ăn ra ba đời cha mẹ ăn chay ông nội bà nội ăn chay rồi cha con cháu ăn chay rồi cháu bắt đầu mình chơi luôn anh ra nói không là giống gặp đồng tiên chúc cho đoàn của mình với cô nhiều sức khỏe, làm ăn như ý và đặc biệt là chúc cho bà con trên khắp mọi miền đất nước cũng như là trong cũng như là ngoài nước vạn sự như ý sức khỏe dồi dào. Dạ. Tôi cũng đại diện trong YouTube này cũng ơn các chú YouTube ở nơi thành Vĩnh Tung này và các tỉnh cũng không phụ lòng chăm lo và Đoàn Cửu Long hôm nay cũng được hân hạnh về nơi đức cố này mà được mấy chú cho lên. Tôi cũng xin gửi lời toàn quốc anh chị em ở nước ngoài nếu mà có ủng hộ cho Đoàn Cửu Long để Đoàn Cửu Long có tinh thần tiến lên tiến nữa và đâu lưng hiệp lực để lo cho trăm họ thần dân đại diện cho tổ tiên ông bà từ Bắc Trung Nam ba miền và cũng tạ ơn hết các vị YouTube này
đã không phụ lòng giúp đỡ cho trăm họ thần dân ngày hôm nay. Tôi được trở về hôm nay, quý vị đây là tôi rất mừng. Cầu nguyện cho quốc thái dân an, trăm họ thái bình, nhà nhà an lạc cả năm châu. Sau này quy tụ về nước Việt Nam chúng ta là tổ tiên ông bà quốc tổ Hùng Vương tại ở Hà Nội và gia lập Long Mẹo Cơ. Và hôm nay cũng trở về miền Tây xây dựng đây để cho con cháu trầm họ để nhớ tổ tiên ông bà đời đời kiếp kiếp mình còn có nguồn cội. Cảm ơn hết tất cả quý vị và YouTube ở nước ngoài trở về quê hương của chúng ta để đốt nén hương để cho các vị anh hùng tổ tiên bác đã hy sinh dựng nước độc lập tự do ngày hôm nay được gặp mấy cậu là tôi rất mừng dữ lắm. Cảm ơn mấy chục năm đi như vậy không là quý lắm, như vậy là cũng lâu cũng hân hạnh. Và cảm ơn tất cả các anh em YouTube ba chúng mày ở đây là cũng quay các bà đồng một chút. Con quay một ba đầy đủ đồng mình luôn. Quay lại đứng khách hàng đi. Xếp hàng đi con chụp cho coi hình. Con gom lại đi coi. Con gom lại cho đẹp đi. Tử Long thì bận đồ đồng phục cô chú. Tử Long đoạn này ở Vĩnh Long đang đây cúng cô chú.